ông Zelensky có ý định sa thải cả Tổng Tư lệnh và Tổng Tham mưu trưởng. Binh sĩ Ukraine bật chế độ phòng thủ sâu. Paris triệu đại sứ Nga vì vụ tấn công khiến hai công dân Pháp thiệt mạng ở Kherson. Câu hỏi nghiêm túc về việc ai đã ra lệnh thực hiện vụ bắn rơi máy bay IL-76. EU kêu gọi ngừng xuất khẩu vũ khí để cung cấp đạn dược cho Ukraine. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, gần đây đã xuất hiện nhiều đồn đoán về việc ông Zelensky sa thải tổng tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzhny, song rất khó chọn được người thay thế vị tướng được lòng người dân này. Bên cạnh việc sa thải tổng tư lệnh, tổng thống Ukraine còn được cho là có kế hoạch sa thải tổng tham mưu trưởng Sergei Saptala. Được biết đây là cuộc cải tổ quân sự lớn nhất của ông Zelensky sau gần 2 năm xung đột giữa Ukraine và Nga. Trong khi đó, từ chiến trường, nhiều binh lính Ukraine tỏ ra bất an và đã chỉ rõ điều quan trọng nhất khi tổng thống sa thải tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã thông báo sa thải tướng Valery Zaluzny, chỉ huy cao nhất của quân đội Ukraine. Dẫn lời các nguồn tin trong chính phủ Ukraine, tờ Ukrainskaya Pravda đưa tin tướng Zaluzny thực sự có thể không phải là người duy nhất bị sa thải. Theo tờ báo, Tổng tham mưu trưởng Saptala cũng sẽ rời khỏi chức vụ sớm nhất là trong tuần này. Nguồn tin nói thêm, số phận của những người khác vẫn chưa được quyết định. Tin đồn về việc ông Saptala từ chức dường như được xác nhận một phần thông qua bài đăng của tướng Zaluzny khi ông chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp. Ông Zaluzny viết, sẽ còn những khó khăn đối với chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ xấu hổ. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh Rai TG1 của Italia, ông Zelensky thông báo đang lên kế hoạch cải tổ nghiêm túc bộ máy lãnh đạo ở Ukraine. Theo ông, sự thay đổi sẽ không chỉ là một người duy nhất, nhưng không cung cấp những cái tên cụ thể. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters của Anh, tướng Zaluzny được hầu hết người Ukraine coi là anh hùng và trong tâm trí nhiều người Ukraine, tướng Zaluzny hiện lên ký ức về những chiến thắng ấn tượng trước Nga vào năm 2022 hơn là những thất bại của cuộc phản công mùa hè năm 2023. Một cuộc thăm dò vào tháng 12 năm 2023 của Viện Quốc tế về xã hội học Kiev cho thấy 72% người Ukraine nhìn nhận việc sa thải tướng Zaluzny một cách tiêu cực, và chỉ có 2% là nhìn nhận điều đó một cách tích cực. Trước thông tin tướng Zaluzny sắp bị sa thải, một số người lính Ukraine đã bày tỏ quan điểm của mình và nói lên điều quan trọng nhất trong trường hợp thay thế chỉ huy quân đội trên chiến trường. Khi được hỏi Tiger, một chỉ huy đơn vị chống tăng thuộc quân đội Ukraine đang chiến đấu trên một khu vực mặt trận ở khu vực phía đông Donetsk, cho rằng việc sa thải tướng Zaluzny là không phù hợp vào thời điểm này bởi vì trên chiến trường không được thay đổi chỉ huy. Theo Tiger, những người chỉ huy nổi tiếng nhất là những người có mặt ở trên chiến trường, chiến đấu bên cạnh những người lính trong chiến hào và bất cứ ai chịu trách nhiệm phải đảm bảo có quân thay thế mới và nguồn cung cấp máy bay không người lái lớn hơn. Reuters cho biết cả hai điều được sĩ quan Tiger đề cập đến đều là những gì mà tướng Zaluzny đã nỗ lực thúc đẩy. Trong một quan điểm khá tương đồng, một đại đội trưởng khác là Y đã nói với Reuters rằng trước khi sa thải ai đó khỏi vị trí của họ, đặc biệt là một vị trí quan trọng như vậy, thì cần chắc chắn ai sẽ thay thế người này và tầm nhìn tương lai của họ. Theo Ihor, nếu chính phủ Ukraine muốn thay đổi ai đó, thì những thay đổi này cần đảm bảo mọi thứ trở nên tốt hơn, chứ không phải là tệ đi. Trong một diễn biến liên quan thị trường Kyiv, ông Vitali Klitschko đã có những bình luận đầu tiên sau khi xuất hiện hàng loạt thông tin về khả năng từ chức của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzny. Ông Klitschko đã viết trên kênh Telegram rằng những gì mà Ukraine đạt được trong xung đột với quân đội Nga phần lớn là nhờ tướng Zaluzny, nhân vật đáng tin cậy nhất trong lực lượng vũ trang được người Ukraine thực sự tin tưởng. Thị trưởng Kiev bày tỏ hy vọng cơ quan chức năng hiểu được mức độ nghiêm túc trong các bước đi theo kế hoạch của họ cũng như trách nhiệm trong việc này, đồng thời cảnh báo rằng xã hội không tin tưởng vào những tác động tích cực từ sự thay đổi lãnh đạo quân sự. Theo đài truyền hình CNN, sau chuyến thăm binh sĩ gần thị trấn Kupiansk ở vùng Kharkov, Đại tướng Oleksandr Sinsky, tư lệnh lục quân Ukraine nhận định trên ứng dụng Telegram, tình hình xung đột vẫn căng thẳng, giao tranh ác liệt đang diễn ra dọc theo tất cả các khu vực của tiên tuyến. Đối phương tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công cường độ cao và liên tục đưa thêm vào lực lượng dự bị mới. Tại khu vực mà tư lệnh Sinsky đến thăm, lực lượng Ukraine phải đối mặt với việc bị đẩy lùi ở một số địa điểm. Báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu cho biết các cuộc không kích hỏa lực pháo và súng cối tấn công tới tấp vào hơn 15 cứ điểm của Ukraine. Ilya Jeblas, phát ngôn viên cấp cao của quân đội chịu trách nhiệm khu vực, nói Nga vượt trội cả về trang bị và nhân sự, chúng tôi cần rất nhiều đạn dược để tiêu diệt sức mạnh với cường độ như vậy. Tuy nhiên, ông Jeblas chỉ ra binh lính Nga cũng có thể gặp phải tình trạng thiếu đạn dược, mặc dù mức độ ít nghiêm trọng hơn Ukraine. Nếu trước đây lực lượng Nga có thể bắn 60.000 viên đạn mỗi ngày dọc theo toàn bộ chiến tuyến, thì con số hiện chỉ còn khoảng một nửa. Người phát ngôn Yevlas cũng bình luận về tình hình xung quanh thành phố Bakhmut, nơi trở thành tâm điểm giao tranh trong hơn một năm qua. Theo ông Yevlas, các lực lượng Nga đang nỗ lực vượt qua hàng phòng thủ của Ukraine với mục đích tiến tới Chasovja, một thị trấn được quân sự hóa cao trên vùng đất cao cách Bakhmut vài km về phía Tây. Chia sẻ với phóng viên đài CNN Alexander, một thành viên của trung đội bắn tỉa, miêu tả tình hình xung đột rằng chúng tôi đang ở chế độ phòng thủ sâu và đang cầm chân đối phương, cả hai bên đều kiệt sức tại một số khu vực khác ở Adipka, Donetsk, các nhà phân tích cho thấy lực lượng Nga đã có nhiều thành công trên chiến trường. Trong bài đăng trên Telegram, Đại tướng Sisly không đề cập đến các thông tin rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky chuẩn bị tuyên bố sa thải Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny sau những bất đồng liên quan đến phát ngôn của ông Zaluzhny. Tháng 11 năm 2023, Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny miêu tả tình hình chiến trường đang rơi vào bế tắc. Phát ngôn này được cho là khiến ông Zelensky tức giận sự bất hòa giữa hai người đã bùng nổ và trở thành tiêu điểm thu hút chú ý của dư luận trong tuần trước khi có thông tin Tổng thống Zelensky cách chức ông Zaluzny. Kiev đã lên tiếng bác bỏ cho rằng đây là tin đồn vô căn cứ nhằm phá hủy sự đoàn kết của xã hội Ukraine. Đến ngày 4 tháng 2, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vẫn là ông Zaluzny. Trước đó, theo giới phân tích đã dự báo rằng Ukraine có thể chuyển hoàn toàn từ thế tấn công sang thế phòng thủ. Cuộc phản công mà nước này phát động vào tháng 6 năm 2023 đã không đạt được kết quả khả quan. Do vậy, nước này cần phải tái thiết và khôi phục lại lực lượng. Nhưng điều này đòi hỏi Mỹ và các nước châu Âu phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tăng cường viện trợ Ukraine. Giáo sư nghiên cứu chiến tranh Tim Willacy tại Đại học King's College London đánh giá việc sụt giảm viện trợ của phương Tây có thể khiến Ukraine phải thực hiện hành động phòng thủ với nguồn lực hạn chế. Tôi cho rằng Ukraine có thể cầm cự vào năm 2024 nhưng đến năm 2025 sẽ là một câu hỏi lớn. Thời gian qua, Ukraine đã cố gắng đẩy lùi Nga ở khu vực phía Nam và phía Đông, song song với việc xây dựng các công sự dọc theo chiến tuyến rộng lớn nhằm ngăn cản quân đội đạt được bước tiến mới. Trong khi đó, Nga đang tăng cường khả năng dự trữ và bổ sung vũ khí bằng cách đẩy mạnh sản xuất trong nước, đồng thời dựa vào các đối tác nước ngoài như Iran hoặc Triều Tiên để lấp đầy nguồn cung. Cả Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột này. Theo giới phân tích, tình hình trên thực địa nhiều khả năng có ít thay đổi trong năm 2024 và hai bên rất khó đạt được bước đột phá lớn, nhưng tình hình chính trị quốc tế có thể thay đổi rất nhiều nếu cựu tổng thống Donald Trump hoặc một thành viên Đảng Cộng hòa đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây. Gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ khi Đảng Cộng hòa từ chối thông qua do bất đồng với phe dân chủ liên quan đến an ninh biên giới và các hoạt động vượt biên trái phép. Theo trang Asia Times, vụ bắn rơi máy bay Ilyushin Il-76 của Nga đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc ai đã ra lệnh thực hiện vụ việc này. Liệu vụ việc có được thực hiện theo lệnh của Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR và nhà lãnh đạo quân sự, giám đốc GUR Kirilo Budanov có liên quan đến vụ việc trên dưới bất kỳ hình thức nào hay không? Theo đó, chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76 chở 74 người, trong đó có 65 tù nhân Ukraine đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Belgorod của Nga, nơi giáp Ukraine vào ngày 24 tháng 1. Tất cả 74 người trên chiếc máy bay đều thiệt mạng. Khu vực Belgorod thường xuyên là mục tiêu của tên lửa, máy bay không người lái, drone và pháo binh Ukraine. Hầu hết các hoạt động này được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Ukraine dưới sự kiểm soát của GUR do chính ông Budanov đứng đầu, theo Asia Times Ban đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng IL-76 bị trúng tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất hoặc trúng tên lửa của Pháp, cụ thể là hệ thống phòng không Samte của Pháp và Ý gửi đến Ukraine. Khi người Nga thu thập bằng chứng về vụ việc, họ đã không tìm thấy những gì liên quan đến tên lửa của Pháp, nhưng trái lại, họ tìm thấy các bộ phận của tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, bao gồm cả số series của tên lửa. Tên lửa tấn công chiếc máy bay được xác định là MIM-104A, loại tên lửa Patriot đời đầu được sản xuất vào đầu những năm 1980. Phía Pháp cũng xác nhận hai tên lửa Patriot đã bắn hạ chiếc máy bay chở tù nhân Ukraine. Đáng chú ý, khẩu đội Patriot của Ukraine được đặt tại khu vực làng Lipsy thuộc vùng Kharkov, nơi nằm trong tầm bắn của những tên lửa Patriot kiểu cũ, khiến giả thuyết chiếc IL-76 của Nga bị tên lửa Patriot bắn hạ càng thêm thuyết phục trong khi trước đó các nhà vận hành radar của Nga cho biết đã phát hiện được hai tên lửa của Ukraine được phóng đi vào thời điểm máy bay rơi. Nga cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn rơi chiếc máy bay quân sự IL-76. Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là một cuộc tấn công và chỉ ra rằng Kiev biết rõ sứ mệnh vận chuyển các tù binh Ukraine tới trạm kiểm soát Kolotilovka để trao đổi. Bộ này cáo buộc Kiev tấn công máy bay để buộc tội Moscow sát hại quân nhân Ukraine. Ukraine không trực tiếp xác nhận việc bắn rơi máy bay và đặt ra các câu hỏi liên quan tới những thông tin mà Nga đưa ra. Ukraine cũng không xác nhận có quân nhân nước này trên máy bay. Về phần mình, đại diện Tổng cục tình báo quân đội Ukraine, ông Andrei Yusup cho biết Ukraine đã yêu cầu Nga trao trả thi thể của các tù binh nước này thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay IL-76 ở tỉnh Belgorod. Ông Yusup nói, Ukraine đã yêu cầu và sẽ tiếp tục yêu cầu về việc chuyển giao thi thể. Ở một diễn biến khác, Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã tiếp nhận hai hệ thống phòng không mới từ đồng minh phương Tây, đồng thời khẳng định vũ khí này có thể ngăn chặn mọi mối đe dọa trên không. Thông tin trên được Tổng thống Ukraine đưa ra trong bài phát biểu hàng đêm về tình hình ở nước này. Ông Zelensky cho biết việc chuyển giao hệ thống vũ khí mới là kết quả của các nỗ lực làm việc không biết mệt mỏi ở nhiều cấp độ suốt nhiều tháng. Tổng thống Zelensky nói thêm, các hệ thống này có thể bắn hạ mọi thứ, mặc dù chúng vẫn chưa đủ để bảo vệ hoàn toàn lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi đang nỗ lực hàng ngày để hướng tới mục tiêu đó. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga thông báo trên Telegram, trong lúc bay huấn luyện trên hồ Onega, một chiếc trực thăng Mi-8 của chúng tôi đã bị mất tín hiệu liên lạc. Phi hành đoàn gồm có 3 thành viên. Cơ quan này sau đó tìm thấy mảnh vỡ của chiếc trực thăng ở độ sâu khoảng 50 mét và cách bờ hơn 11 km hơn 140 người và 33 phương tiện, bao gồm một thiết bị điều khiển từ xa có khả năng lặn xuống độ sâu 300 mét được triển khai. Thống đốc Arthur Pafenchikov cho biết toàn bộ 3 người đã thiệt mạng. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga chưa công bố nguyên nhân vụ tai nạn, song cho biết tổ lái có nhiều kinh nghiệm và từng tham gia các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trong quá khứ. Cơ quan này cho hay chiếc trực thăng được lái bởi những người đã tích lũy hàng nghìn giờ bay. Trong thời gian làm việc tại bộ tình trạng khẩn cấp, họ đã nhiều lần tham gia tìm kiếm người dân ở các khu vực rừng núi và biển, cũng như hỗ trợ đối phó các vụ cháy rừng và một ủy ban đã được thành lập để điều tra về sự việc. Trước đó, Bộ Quốc phòng Kyrgyzstan cho biết mẫu máy bay trực thăng này đã bị rơi ở vùng ngoại ô phía tây bắc thủ đô Bishkek. Vụ việc đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 8 người bị thương. Theo Bộ Quốc phòng Kyrgyzstan, vụ rơi máy bay xảy ra vào giữa tháng 1 tại căn cứ không quân Frunze 1, khi chiếc máy bay Mi-8 hạ cánh khẩn cấp trong chuyến bay huấn luyện. Mi-8 là một loại máy bay trực thăng lớn hai động cơ do Liên Xô trước đây sản xuất. Loại máy bay trực thăng đa chức năng này được sử dụng trong cả mục đích dân sự và quân sự. Đến nay, hơn 12.000 chiếc Mi-8 các phiên bản đã được sản xuất, trong đó khoảng 2.800 chiếc đã được xuất khẩu và đang phục vụ trong lực lượng không quân của trên 50 nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Iran, vân vân. Cũng liên quan đến tai nạn hàng không Mới đây, RT dẫn báo cáo của ủy ban điều tra Nga xác nhận rằng máy bay vận tải Il-76 chở theo hàng chục tù binh chiến tranh người Ukraine đã bị hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo bắn hạ vào tuần trước. Cơ quan này cho biết họ đã xác định được loại vũ khí được sử dụng để bắn hạ Il-76 ở vùng Belgorod thông qua các mảnh vỡ còn sót lại của tên lửa. Đồng thời khẳng định 65 tù binh Ukraine, 3 binh sĩ Nga và 6 thành viên phi hành đoàn Il-76 đều đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ủy ban điều tra Nga cho biết Ukraine đã bắn hai tên lửa từ một vị trí ở vùng Kharkov, cách làng Lipsi không xa và cách biên giới Nga khoảng 10 km. Các quan chức Nga cho biết trong quá trình điều tra, họ đã tìm thấy 116 mảnh tên lửa có dòng chữ bằng tiếng Anh, trong đó một trong số đó ghi bí mật được phân loại theo hướng dẫn phân loại an ninh Patriot ngày 22 tháng 9 năm 1983, phụ lục ngày 28 tháng 11 năm 1983, mùng 8 tháng 8 năm 1984, hợp đồng số... DAA H0186C A018 Một trong những mảnh vỡ tên lửa cũng có dòng chữ Raytheon, tập đoàn quốc phòng chế tạo hệ thống phòng không Patriot cho quân đội Mỹ. Ngoài ra các việc khám nghiệm pháp y ở hiện trường IL76 rơi cũng cho thấy thành phần của chất nổ được sản xuất ở nước ngoài. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc đến kết quả điều tra IL76 bị bắn rơi cho biết công dân Mỹ sẽ sớm biết tiền thuế của họ sẽ đi đâu và cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tiếp tay cho tai nạn này. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho biết chiếc máy bay IL-76 đã bị một tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất bắn rơi và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vấn đề này. Tuy nhiên, ông khẳng định không có tổ chức quốc tế chính thức nào sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ này. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông không hiểu tại sao Ukraine lại muốn sát hại hàng chục tù binh xung đột của nước này. thưa quý vị trong bối cảnh cuộc xung đột ở ukraine bước sang năm thứ hai quan hệ giữa pháp và nga cũng ngày càng xấu đi trong những tuần gần đây khi paris tăng cường hỗ trợ cho kiev bao gồm lời hứa gửi thêm tên lửa hành trình tầm xa mới đây một nguồn tin ngoại giao pháp cho biết paris đã triệu tập đại sứ nga về cái chết của hai công dân pháp sau một cuộc tấn công của nga ở ukraine một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết Paris triệu tập đại sứ Nga về cái chết của hai công dân Pháp sau một cuộc tấn công của Nga ở Ukraine. Theo hãng tin Reuters, hai nhân viên cứu trợ tình nguyện người Pháp đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Nga ở khu vực Kherson, phía nam Ukraine vào hôm 1 tháng 2. Nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp sẽ nhắc lại lời lên án đối với các cuộc tấn công của Nga. Điều này cũng sẽ tố cáo sự gia tăng thông tin sai lệch nhắm vào Pháp. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một cuộc tấn công vào một tòa nhà ở Kharkov đã hạ sát 60 lính quân sự tư nhân, hầu hết là người gốc Pháp. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Pháp Pierre Levy cho rằng chính phủ Pháp phải chịu trách nhiệm về cái chết của binh sĩ vì đã dung túng cho việc tuyển dụng chiến binh của Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu cho rằng chính phủ không thể ngăn cản người Pháp tham chiến ở Ukraine vì họ không thuộc lực lượng vũ trang quốc gia ông cũng cáo buộc Nga đã phóng đại vai trò của công dân Pháp trong cuộc xung đột. Mối quan hệ giữa Nga và Pháp hiện không những chỉ căng thẳng bởi chuyện xung đột ở Ukraine, mà còn bởi tác động lẫn nhau giữa hai bên trong việc phân rẽ đối phương với các đối tác và đồng minh của nhau. Bằng chứng mới đây nhất là chuyện Pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác với Ấn Độ Dương, trong khi Nga tăng cường quan hệ hợp tác với Sát. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới New Delhi làm khách mời danh dự nhân quốc khánh Ấn Độ. Tổng thống tạm quyền Mahamad Idris Deby của Sát thì được tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón rất trọng thị tại Moscow. Ở châu Á, Ấn Độ là đối tác chiến lược rất quan trọng của Nga và hai bên có mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp. Liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraina, Ấn Độ không đứng về phía Ukraina, Mỹ, EU và NATO để đối địch và thực thi những biện pháp trừng phạt Moscow. Ấn Độ nhập khẩu rất nhiều dầu mỏ và khí đốt của Nga, trong khi phe kia tìm cách bao vây, cấm vận Nga. Ấn Độ còn mua nhiều vũ khí của Nga. Chính quyền ông Macron cũng như các nước phương Tây khác tích cực tranh thủ Ấn Độ và kéo Ấn Độ về cùng phe để đối đầu Nga, phân rẽ Ấn Độ với Nga để New Delhi không giúp Moscow và gây bất lợi cho họ. Vì vậy, trong chuyến thăm, ông Macron hết lời đề cao Ấn Độ và ngợi ca thỏa thuận hợp tác chế tạo vũ khí hiện đại giữa hai nước. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc xung đột tiêu hao đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Slovakia thông báo ngừng viện trợ cho Ukraine. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa nga và ukraine phương tây liên tục bơm vũ khí cho ukraine đối đầu nga moscow cho rằng quyết định của mỹ và các nước nato cung cấp vũ khí hạng nặng cho ukraine khiến cho đàm phán giữa nga và ukraine trở nên vô nghĩa nga nhiều lần cáo buộc mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột cảnh báo phương tây không cung cấp vũ khí cho ukraine đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện xung đột theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Brussels, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell cho rằng các quốc gia thành viên EU nên tạm thời ngừng xuất khẩu vũ khí sang các nước khác và tăng cường cung cấp đạn dược cho Ukraine. Cụ thể, phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Ba Lan, ông Joseph Borrell đề nghị chính phủ các nước thành viên EU đưa ra quyết định chính trị, trong khi nhấn mạnh việc EU không chỉ phải hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài mà còn phải hỗ trợ bất cứ thứ gì và đó không chỉ là vấn đề thời gian mà còn là vấn đề số lượng và chất lượng nguồn cung cấp. Ông Borrell tuyên bố rằng cách nhanh nhất, giải nhất và hiệu quả nhất để tăng nguồn cung cấp đạn dược cho Ukraine là ngừng xuất khẩu sang các nước thứ ba và đây là điều mà ông yêu cầu các quốc gia EU thực hiện. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski bày tỏ hoàn toàn ủng hộ đề xuất của ông Borrell. Theo ước tính trước đây của Ủy ban châu Âu, 11 quốc gia thành viên có nhà máy đủ khả năng sản xuất đạn pháo 155mm là Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Ông Borrell đã đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng với chi phí 20 tỷ euro vào năm 2023 nhằm cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự bền vững và có thể dự đoán được, nhưng kế hoạch này nhanh chóng thất bại. Gần đây hơn, ông Borrell đề xuất khoản ngân quỹ bổ sung trị giá 5 tỷ euro cho cơ sở hòa bình châu Âu nhằm đền bù một phần cho các quốc gia thành viên đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ý tưởng này là chủ đề các cuộc đàm phán căng thẳng và kết quả sẽ được thông báo trong những tuần tới. Theo số liệu của cơ quan theo dõi viện trợ cho Ukraine thuộc Viện Kiev Đức, Berlin là quốc gia đứng đầu EU về cam kết viện trợ vũ khí cho Ukraine tính đến tháng 10 năm 2023. Cụ thể, nước này đã tuyên bố sẽ chuyển giao cho Kiev số khí tài trị giá hơn 18 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 5 lần nước đường thứ hai là Đan Mạch. Trong khi đó, hai quốc gia lớn khác của EU là Pháp và Italy mới đưa ra các cam kết viện trợ quân sự nhỏ hơn rất nhiều, lần lượt là 0,57 và 0,73 tỷ đô la Mỹ. Một số quan chức cấp cao EU cũng cho rằng một vài nước đáng lẽ có thể cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hơn, đặc biệt là trong giai đoạn quan trọng hiện nay của cuộc xung đột. Cuộc phản công trong năm 2023 của Ukraine kém thành công hơn nhiều người mong đợi, khiến lực lượng Nga điều kiện củng cố lực lượng. Các chiến thuật mới, chẳng hạn như sử dụng máy bay không người lái để phát hiện xe bọc thép và vũ khí chính xác để tiêu diệt chúng, đã mang lại cho lực lượng Nga lợi thế về phòng thủ. Bên cạnh đó, suy giảm viện trợ từ phương Tây cũng gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động quân sự của Ukraine, khiến nước này gặp khó khăn trong việc đối phó các đòn tập kích tầm xa của Nga, cũng như phải chuyển sang thế phòng thủ chủ động ở một số mặt trận trên tiền tuyến. Đức và một số quốc gia EU, đặc biệt là các nước Đông Âu, đang kêu gọi mở rộng Quỹ Cơ chế Hòa bình châu Âu, EPF, cơ chế đã tài trợ một phần hoạt động chuyển giao vũ khí của khối cho Ukraine, song chưa được bổ sung ngân sách từ tháng 6 năm ngoái. Một quan chức ngoại giao EU cảnh báo một vài quốc gia của khối có thể sẽ ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nếu EPF không hoạt động trở lại. Hãng thông tấn Uniform của Ukraine dẫn lời Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Nga không thể tiếp tục đạt được những đột phá lớn và Kiev đã giành lại được 50% diện tích vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát từ khi xung đột nổ ra ngày 24 tháng 2 năm 2022. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo lưu ý, Ukraine hiện đã khác, gần gũi hơn với châu Âu, đưa ra rất nhiều quyết định phù hợp, công tác ngoại giao đạt được những kết quả tương xứng. Kiev giờ đây có quân đội hùng mạnh hơn, có trang thiết bị và đạn dược của phương Tây. Ukraine trở nên giàu kinh nghiệm, đôi khi hơn mệt mỏi nhưng mạnh mẽ. Theo Tổng thống Ukraine, ngày nay đất nước đã nhận thức được xung đột là gì. Hiện tại chúng ta không đơn độc, chúng ta đã có thể tập hợp các nhà lãnh đạo thế giới cả về viện trợ lẫn hỗ trợ quân sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận cuộc xung đột trên bộ với Nga đã trở nên đình trệ do việc chuyển giao vũ khí chậm chạp. Theo hãng thông tấn TASS, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RAI của Italy, Tổng thống Zelensky nói rằng, đối với tình hình trên thực địa, chỉ trệ là điều hiển nhiên bởi vì cung cấp vũ khí đang chậm chế và điều này đã dẫn đến những sai lầm. Tuy nhiên, ông đánh giá tích cực các hoạt động trên biển và nhấn mạnh Ukraine không chỉ cần đạn dược mà còn cả thiết bị quân sự hiện đại. Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng nhận được sự hỗ trợ hơn nữa của Mỹ. Tôi muốn tin tưởng và hy vọng rằng nếu những thay đổi xảy ra ở Mỹ thì đường lối ủng hộ Ukraine sẽ vẫn như cũ và đó cũng là câu trả lời của nhà lãnh đạo Ukraine khi trả lời câu hỏi về khả năng ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ. Ông Zelensky cho rằng Ukraine cần phải đổi mới toàn bộ nhân sự hành chính, quản lý đất nước không chỉ ở bộ phận quân sự. Trước đó, nhiều suy đoán đã bao trùm Ukraine giữa lúc có tin đồn rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sắp sa thải Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzny. Cả hai đã mâu thuẫn về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine kéo dài gần hai năm qua. Tuy nhiên, ông Zelensky cho hay bất kỳ thay đổi nào cũng không chỉ dừng lại ở việc thay thế một người duy nhất để kiểm soát các nỗ lực nhằm đẩy lùi binh sĩ Nga. Để giành chiến thắng trong cuộc xung đột chống lại lực lượng Nga, ông Zelensky nhấn mạnh tất cả chúng ta phải cùng nhau đi theo một hướng không được nản lòng chúng ta phải có năng lượng đúng đắn và tích cực tiêu cực phải bị bỏ lại ở nhà chúng ta không thể mang theo thái độ bỏ cuộc Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất mà người Ukraine đã làm trong hai năm xung đột toàn diện vừa qua là bảo vệ đất nước. Ông Zelensky nói, tất cả chúng tôi cùng nhau bắt đầu bảo vệ đất đai, gia đình mình bởi vì không có lựa chọn nào khác. Ông Zelensky cũng cho biết thêm, ông đã nhất trí với người đồng cấp Thụy Sĩ Viola Amherst về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên liên quan cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu. Nhà lãnh đạo nêu rõ, chúng tôi đã đề xuất kế hoạch hòa bình 10 điểm, 4 cuộc họp đã được tổ chức, trong đó có đại diện của 80 quốc gia tham gia. Chúng tôi đã thống nhất với Tổng thống Thụy Sĩ rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên sẽ được tổ chức tại đất nước của ông ấy. Các lãnh đạo thế giới sẽ xem xét mọi quan điểm để đi đến kết luận cuối cùng về một thế giới công bằng và tài liệu này sẽ được cung cấp cho toàn thế giới, bao gồm cả Nga. Tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu sản phẩm, công nghệ và dịch vụ quân sự và lưỡng dụng Rosopron Export của Nga, Ông Alexander Mikheyev cho biết tổng giá trị đơn hàng mà công ty này nhận được trong năm 2023 đạt trên 55 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong vòng 23 năm qua. Tại triển lãm quân sự thế giới World Defense Show 2024 ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ông Alexander Mikheyev thông báo trong năm 2023, Rosoboronexport đã tổ chức 16 triển lãm tại Nga và ở nước ngoài, giới thiệu đến các đối tác hơn 800 mẫu và mô hình thực các thiết bị quân sự hiện đại của Nga. Cũng theo ông Mikheyev, trong năm 2023, Rosopron Export đã hợp tác kỹ thuật quân sự với 30 quốc gia, giá trị hợp đồng ký kết mới đạt 12 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, tập đoàn sản xuất công nghệ cao Rostec của Nga tuyên bố đã đưa vào sản xuất hàng loạt hệ thống kiểm soát không phận tân tiến nhất. Cũng tại World Defense Show 2024, tập đoàn Rostec cho biết trong năm 2023, tập đoàn này đã hoàn tất quy trình sản xuất hàng loạt hệ thống này và sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng. Trong thử nghiệm, các hệ thống kiểm soát không phận đã cho thấy hiệu quả tốt trong việc phát hiện và truy đuổi các thiết bị bay không người lái và máy bay nhỏ. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV gia tăng vào lãnh thổ Nga năm 2023, Nga muốn xây dựng các trung tâm kiểm soát thiết bị bay không người lái UAV tại tất cả các tỉnh. Bên cạnh đó, với năng lực sản xuất quốc phòng to lớn, mỗi ngày Nga chuyển giao cho lực lượng đang chiến đấu ở Ukraine tới 3 chiếc xe tăng để thay thế cho số lượng xe tăng bị hỏng. Điều đang nói là số lượng xe tăng hỏng hóc của Nga trong tác chiến không nhiều hơn con số thay thế là bao. Tình báo anh cho biết. Mỗi tháng Nga sản xuất khoảng 100 xe tăng chiến đấu chủ lực, đủ bù đắp cho số lượng xe tăng tổn thất trên chiến trường Ukraine. Báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lực lượng Nga ở Ukraine đã mất khoảng 365 xe tăng chiến đấu chủ lực kể từ tháng 10 năm 2023, nghĩa là mỗi tháng Nga đã mất hơn 100 chiếc. Tuy nhiên, sản lượng xe tăng hàng tháng hiện tại của Nga dường như cũng đủ để bù đắp cho những tổn thất trên chiến trường. Trong cuộc họp báo vào giữa tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các doanh nghiệp quốc phòng nước này đã tăng gấp 4 lần công suất và hoạt động 24 trên 24 để đáp ứng nhu cầu quân sự, trong đó riêng sản lượng phương tiện đã tăng đến 5 đến 6 lần. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trước đó cũng cho biết, Moscow đã xuất xưởng hơn 600 xe tăng trong 6 tháng đầu năm, trung bình là khoảng 100 xe tăng mỗi tháng. Năng lực sản xuất vũ khí của Nga còn được thể hiện ở lĩnh vực tên lửa. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, Yuri Inat cho biết, kho tên lửa tầm xa của Nga không những không giảm mà còn tăng lên sau một tháng, từ khoảng 870 quả trong tháng trước lên 900 quả hiện tại. Mặc dù Nga đã triển khai sử dụng một số lượng lớn tên lửa để tập kích Kiev và các thành phố khác của Ukraine vào cuối năm 2023, đầu năm 2024, trong bối cảnh viện trợ từ các nước phương Tây gần đây đã sụt giảm, Ukraine đang thiếu nhiều loại vũ khí quan trọng, đặc biệt là tên lửa phòng không và đạn pháo để đối phó với các cuộc tấn công của Nga tận dụng việc Ukraine đang thiếu đạn dược, lực lượng Nga gần đây đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào phong tuyến của đối phương. Ông Oleksandr Stubon, người phát ngôn của mặt trận phía nam Zaporizhia của Ukraine cho biết, Nga đang cố gắng giành lại những vùng đất mà họ đã để mất vào giữa năm 2023. Thưa quý vị, tạp chí Fox dẫn nguồn tin từ Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine nhận định vào tháng 3 tới, Nga có kế hoạch kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk và Lugansk cùng một phần tỉnh Kharkov cho đến tận sông Oskin, chảy qua Kubian từ phía Bắc. Tạp chí Ford dẫn nguồn từ Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine nhận định vào tháng 3 tới, Nga có kế hoạch kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk và Lugan cùng một phần tỉnh Kharkov cho đến tận sông Oskin, chảy qua Kubian từ phía Bắc. Nga đã điều động 500 xe tăng, 600 xe chiến đấu, hàng trăm khẩu pháo và 40.000 quân chiến mũi tấn công vào thị trấn Kubian, theo Bộ Chỉ huy miền đông Ukraine. Khu vực Kubian và các khu định cư xung quanh đang được bảo vệ bởi các lữ đoàn xe tăng số 3 và số 4 của Ukraine. Vì vậy, quân đồn trú Kubian phải được giữ vững. Bộ Quốc phòng Ukraine đã tổ chức các lữ đoàn cơ giới mới triển khai tới Kubian để tăng viện cho lực lượng đồn trú hiện tại. Các kỹ sư cũng đang đào hào và xây hầm trong khu vực. Đặc biệt, có hàng chục ngàn FPV drone, máy bay không người lái truyền hình ảnh trực tiếp đến thiết bị điều khiển, chứa đầy chất nổ đang được Ukraine tích cực sản xuất mỗi tháng. Khi đạn pháo trở nên khan hiếm, drone đã trở thành vũ khí chính của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Kiev có lúc đã bắn đến hàng ngàn drone mỗi ngày dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km. Theo nhà khoa học chính trị Ukraine Vadim Karasev, 2 đến 3 tháng tới sẽ rất quan trọng với Ukraine cả về mặt chiến lược lẫn quân sự, chính trị do tình hình khó khăn ở mặt trận và tình trạng ngày càng xấu đi của nền kinh tế nước này. Chuyên gia này chỉ ra rằng sự hỗ trợ hạn chế từ bên ngoài và việc Mỹ không chắc chắn giúp đỡ sẽ càng làm tình hình mà Ukraine phải đối mặt thêm phức tạp. Trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Quân đội Nga đang có nhiều sáng kiến chiến lược đã được thành công trên các hướng chủ chốt, gồm cả cuộc tấn công vào Adipka, Marinsky và Kubian. Theo các nhà phân tích phương Tây lẫn Ukraine, những cuộc tấn công trên của Nga có thể gây tổn thất đáng kể cho Ukraine. Bên cạnh đó, chuyên gia và truyền thông phương Tây cho biết, các lữ đoàn xe tăng số 3 và số 4 của Ukraine cũng đang phòng thủ tại Kubian cùng các khu dân cư xung quanh các đơn vị này có khoảng 20.000 quân với lượng đáng kể xe tăng, thiết giáp và pháo. Tuy nhiên, vấn đề thực sự quân đội Ukraine đang đối mặt không phải quân số hay phương tiện chiến đấu, mà là thiếu đạn. Mỹ là một trong những nước chuẩn đạn pháo 155mm nhiều nhất cho Ukraine, song quốc hội nước này chưa thể thông qua gói viện trợ quân sự mới do tranh cãi giữa phe Cộng hòa và Dân chủ. Lượng đạn pháo mà lực lượng Ukraine sử dụng mỗi ngày tụt xuống khoảng 2.000 quả. Trong khi đó, Nga vẫn duy trì được nguồn cung ổn định và bắn tới 10.000 quả đạn mỗi ngày. Ưu thế về đạn pháo cho phép nga pháo kích liên tục vào vị trí của ukraine mà không sợ bị phản pháo, vô hiệu hóa các cứ điểm trong khu đô thị của đối phương. Trước nguy cơ viện trợ từ phương tây giảm, đại tướng Valery Zalutny, Tư lệnh quân đội ukraine thừa nhận nước này có thể buộc phải điều chỉnh chiến lược quân sự. Theo ông Zalutny, ukraine cần tìm cách thức và năng lực mới để giành lợi thế trước lực lượng nga để chiến thắng mặt khác trong bối cảnh giao tranh ác liệt vẫn diễn ra dọc tiền tuyến và tình hình nhân sự cấp cao của quân đội ukraine lung lay binh sĩ nước này đã chuyển sang chế độ phòng thủ sâu để giữ chân lực lượng nga đối với tình hình xung quanh thành phố bắc mút nơi trở thành tâm điểm giao tranh trong hơn một năm qua theo ông jeblat các lực lượng nga đang nỗ lực vượt qua hàng phòng thủ của ukraine với mục đích tiến tới chasipza một thị trấn được quân sự hóa cao trên vùng đất cao cách bắc mút vài km về phía tây Tài khoản Ravet Dozo, chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine, đã công bố video từ cảm biến hồng ngoại của máy bay không người lái UAV, cho thấy tập kích nhắm vào nhà máy tổng hợp Volchansky ở tỉnh Kharkov, nằm gần biên giới với tỉnh Belgorod của Nga. Tài khoản này cho hay lực lượng không quân thuộc cánh quân Tây đã sử dụng bom FAB gắn mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK để sát phẳng một phần nhà máy Volchansky, nơi có các nhà chứa trang thiết bị của quân đội Ukraine. Video cho thấy ít nhất 7 quả bom lao xuống. Trong video, bốn quả bom lao xuống nhà máy, đánh sập một phần hạ tầng và gây cháy lớn. Lực lượng Ukraine dập tắt đám cháy, nhưng Nga sau đó ném bồi ba quả bom xuống khu vực, khiến lửa tiếp tục bùng lên. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video. Hồi tháng 11 năm 2013, The Drive cũng đăng tải một video cho thấy các lực lượng Nga dường như đã sử dụng bom chùm dẫn đường cải tiến tấn công các mục tiêu Ukraine. Video bom chùm dẫn đường cải tiến của Nga tấn công mục tiêu Ukraine xuất hiện lần đầu tiên trên kênh VoinDV Cuộc tấn công diễn ra ở xung quanh làng Staromayoske, nằm phía nam tỉnh Donetsk, Đô miền đông Ukraine. Video cho thấy một chuỗi tia sáng lóe lên trên một cánh đồng, bám sát các hàng cây. Sau đó là những vụ nổ nhỏ liên tiếp khiến khói bốc lên nghi ngút. Một số chuyên gia quân sự cho rằng đây có thể là bom chùm RBK-500 đã được nâng cấp và cải tiến. RBK-500 có rất nhiều phiên bản, trong đó phiên bản phổ biến nhất là RBK-500U, được Liên Xô giới thiệu vào những năm 1980. Đây là loại bom chùm sử dụng một lần và chứa nhiều quả bom con bom có chiều dài hơn 2m, đường kính dưới 45cm. Kênh Voindv cho biết, đây là lần đầu tiên Nga sử dụng bom RBK-500 với số lượng lớn trong cuộc xung đột. Trang tin tức Gazeta.ru của Nga cũng cho biết, bom chùm RBK-500 đã được triển khai để tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy vậy, kênh Telegram Fighter Bomber của Nga cho biết, sau nhiều cuộc thử nghiệm trước đó, Nga đã bắt đầu đưa bom chùm RBK-500 được trang bị bộ cánh dẫn đường vào ứng dụng trong thực tế. Moscow đã gắn thêm thiết bị cải tiến UMPK, mô đun dẫn đường và lượn, giúp loại bom này trở nên nguy hiểm hơn. UMPK gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn nguyên bản. Thiết bị này cũng đã được gắn trên bom lượn của Nga. Được biết, Nga hiện có nhiều dấu hiệu đang đẩy mạnh sản xuất bom lượn và tên lửa đạn đạo, những thứ vũ khí không quá hiện đại và tốn kém nhưng lại rất khó đánh chặn. Nga cũng tăng cường sản xuất máy bay không người lái UAV, đây là chiến lược của Nga nhằm tạo ra một đợt phá hủy mới đối với cơ sở hạ tầng của Ukraine. Nga cũng thử nghiệm bom lượn để đánh vào chiến tuyến Ukraine trong vài tháng qua và thu được kết quả đáng kể. Những quả bom rơi tự do được thả từ máy bay, chúng được gắn thêm cánh điều chỉnh được để bay xa hơn và chính xác hơn. Bên cạnh đó, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, Nga đã đưa vào sản xuất một loại bom lượn mới với nhiều cải tiến kỹ thuật. Bom lượn Ren của Nga sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2024 này và có thể tạo ra thách thức mới cho lực lượng phòng thủ Ukraina Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Italy RAI, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc xung đột trên bộ với Nga đã trở nên đình trệ do việc chuyển giao vũ khí bị chậm trễ. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Italy RAI, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc xung đột trên bộ với Nga đã trở nên đình trệ do việc chuyển giao vũ khí bị chậm trễ. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, sự đình trệ trên chiến tuyến vì việc cung cấp vũ khí bị chậm trễ đã dẫn đến sai lầm. Trước đó, Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzny cũng đã miêu tả tình hình tiền tuyến đang rơi vào thế bế tắc. Phát ngôn này được cho là khiến ông Zelensky tức giận. Tổng thống Zelensky đánh giá tích cực các hoạt động trên biển và nhấn mạnh rằng Ukraine không chỉ cần đạn dược mà còn cần cả trang thiết bị quân sự hiện đại. Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày, báo chí Bulgari cho biết Ukraine sẽ sớm nhận được một lô xe bọc thép BTR-60PP lớn gồm 100 chiếc của Liên Xô sau khi Sofia tìm được nguồn tài trợ kinh phí chuyển giao từ một số quốc gia thành viên không xác định thuộc nhóm Ramstein. Một số thông tin truyền thông Ukraine cho rằng nước này có thể là Đức, trong khi có những thông tin cho rằng đây là một trong những quốc gia Scandinavia. Hồi tháng 7 năm 2013, Quốc hội Bulgari phê chuẩn việc chuyển giao cho Ukraine khoảng 100 xe bọc thép BTR-60. Song lô hàng đã bị hoãn lại nhiều lần. Sofia không có tiền cho việc này và Kiev chỉ sẵn sàng nhận xe bọc thép trở quân dưới hình thức hiện tặng. Liên quan tình hình xung đột trên thực địa, thống đốc vùng Khê Sơn Vladimir Sando cho hay, lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm hoạt động theo hướng Khê Sơn và các hành động của họ hiện nay chỉ giống như nỗ lực để giữ vị trí của mình. Theo ông, chiến thuật của quân đội Ukraine đã chuyển sang sử dụng nhiều máy bay không người lái tấn công hơn, bao gồm các cơ sở hạ tầng dân sự. Trong bối cảnh giao tranh ác liệt vẫn diễn ra dọc tiền tuyến và tình hình nhân sự cấp cao của quân đội Ukraine lung lay, binh sĩ nước này đã chuyển sang chế độ phòng thủ sâu để giữ chân lực lượng Nga. Theo đài truyền hình CNN, sau chuyến thăm binh sĩ gần thị trấn Kubian ở vùng Kharkov ngày 3 tháng 2, Đại tướng Oleksandr Sisky, tư lệnh lục quân Ukraine, nhận định trên ứng dụng Telegram. Tình hình xung đột vẫn căng thẳng, giao tranh ác liệt đang diễn ra dọc theo tất cả các khu vực của tiền tuyến. Đối phương tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công cường độ cao và liên tục đưa thêm vào lực lượng dự bị mới. Tại khu vực mà tư lệnh Sisky đến thăm, lực lượng Ukraine phải đối mặt với việc bị đẩy lùi ở một số địa điểm. Báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu tối cùng ngày cho biết các cuộc không kích hỏa lực pháo và súng cối tấn công tới tấp vào hơn 15 cứ điểm của Ukraine. Ilya Zepslat, phát ngôn viên cấp cao của quân đội chịu trách nhiệm khu vực, nói rằng Nga vừa trội cả về trang bị và nhân sự, chúng tôi cần rất nhiều đạn dược để loại bỏ sức mạnh với cường độ như vậy. Tuy nhiên, ông Zepslat cũng chỉ ra binh lính Nga cũng có thể gặp phải tình trạng thiếu đạn dược, mặc dù mức độ ít nghiêm trọng hơn Ukraine. Nếu trước đây lực lượng Nga có thể bắn 60.000 viên đạn mỗi ngày dọc theo toàn bộ chiến tuyến, thì con số hiện chỉ còn khoảng một nửa người phát ngôn zlat cũng bình luận về tình hình xung quanh thành phố bắc mút nơi trở thành tâm điểm giao tranh trong hơn một năm qua theo ông zlat các lực lượng nga đang nỗ lực vượt qua hàng phòng thủ của ukraina với mục đích tiến tới chasipza một thị trấn được quân sự hóa cao trên vùng đất cao cách bắc mút vài km về phía tây alexander một thành viên của trung đội bắn tỉa miêu tả tình hình xung đột rằng chúng tôi đang ở chế độ phòng thủ sâu và đang cầm chân đối phương cả hai bên đều kiệt sức tại một số khu vực khác như adipka Donetsk." Các nhà phân tích cho thấy lực lượng Nga đã có nhiều bước tiến trên tiền tuyến trong những ngày gần đây. Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình CBS dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết nước này sẽ không can thiệp vào quyết định của chính quyền Ukraine về việc bãi nhiệm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine VSO Valery Zalutny. Nhấn mạnh Washington coi các quyết định về nhân sự là vấn đề của Kiev. Ông lưu ý, đây không phải là vấn đề mà chính quyền Mỹ nên đưa ra quyết định. Đây là quyền chủ quyền của Ukraine và Tổng thống Zelensky. Ông Sullivan không trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình truyền hình Margaret Brennan về việc tướng Zaluzny từ chức sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình ở mặt trận. Theo Pravda trong ngày 4 tháng 2, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi 30 đợt tập kích của Nga tại điểm nóng Adipka. Tính trên tất cả các mặt trận, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi tổng cộng 66 6 đợt tấn công của đối thủ trong vòng 24 giờ qua. Thông báo của Ukraine cho biết, tại Adipka, lực lượng phòng thủ vẫn đang ngăn cản các nỗ lực bao vây thành phố của đối thủ chúng ta đã đẩy lùi 27 cuộc tập kích gần khu định cư Novo Kalinove và ngoại ô Adipka. Tại làng Bervo ba cuộc tấn công khác của Nga cũng bị chặn đứng. Cùng ngày, theo Guardian, thống đốc Volgograd Andrei Bocharov đã xác nhận một nhà máy lọc dầu trong vùng bốc cháy sau cuộc tập kích UAV của Ukraine. Ông Bocharov nói, đơn vị phòng không và các hệ thống tác chiến điện tử đã đẩy lùi một cuộc tấn công UAV ở các quận Kalachiovsky và Zakanalie của vùng Volgograd vì vậy, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Volgograd trong quá trình đánh chặn. Cũng theo ông Bocharov, lực lượng cứu hỏa đã không chế được ngọn lửa trong một thời gian ngắn. Nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng là cơ sở cung cấp sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở Tây Nam nước này. Trước đó, máy bay không người lái drone của Ukraine đã tấn công nhiều cơ sở dầu khí lớn trên khắp đất nước Nga, chưa kể hàng loạt vụ nổ nhỏ khác. Một máy bay không người lái cảm tử Kamikaze đã đâm vào một kho dầu ở vùng Orion và một đám cháy quy mô lớn cũng bùng phát tại kho chứa dầu ở thị trấn Kalinsi, cách Belarus và Ukraine không xa. Ngay sau đó, drone lại tấn công cảng Ust-Luga của Baltic ở Vịnh Phần Lan và một cảng dầu chính thuộc công ty Novatech, nơi đây cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và các chuyến hàng khác đến châu Á. Ukraine không ngừng nghỉ, tiếp tục sử dụng drone tấn công nhà máy lọc dầu tu ở miền nam nước Nga trên Biển Đen. Ngọn lửa từ nhà máy lọc dầu đang cháy hiện rõ trên bầu trời đen như mực. Các cuộc tấn công trên là một phần trong kế hoạch của Kiev nhằm làm tê liệt ngành công nghiệp dầu khí của Nga, đồng thời tước đi hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu mà Ukraina cho rằng Moscow sử dụng để tài trợ cho xung đột. Khoảng một nửa thu nhập xuất khẩu trị giá 420 tỷ đô la Mỹ của Nga năm 2023 đến từ dầu mỏ. Ilya Ponomarenko, cựu phóng viên quốc phòng của tờ báo Kiev Independent cho biết, Nga tài trợ cho quân đội của mình từ xuất khẩu dầu mỏ bạn không thể thuyết phục các nước như Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua nó, vì vậy bạn phải đánh sập các nhà máy lọc dầu của Nga. Ngày 4 tháng 2, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell, đăng tải bài viết trên EEAS về những nỗ lực của khối này trong việc hỗ trợ giải quyết các điểm nóng xung đột cũng như tăng cường năng lực quân sự khối. Về việc hỗ trợ Ukraine, ông Borrell cho hay, EU biết rằng giao tranh ở tiền tuyến đang rất khốc liệt, những người bạn Ukraine của chúng tôi cần gấp thêm đạn dược. Tuy nhiên, EU còn cách rất xa mục tiêu trên do tình trạng thiếu đạn dược trên toàn cầu, các vấn đề về hậu cần và thời gian cần thiết cho các khoản đầu tư mới đã gây ra sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mặc dù vậy, theo ông Borrell, EU đang tăng tốc nỗ lực, cam kết rằng đến cuối năm 2024, Kiev sẽ nhận được tổng cộng hơn 1 triệu quả đạn pháo và khoảng 60.000 binh sĩ được huấn luyện. Liên quan xung đột ở Trung Đông, ông Borrell kêu gọi các bên giúp ngăn chặn sự leo thang. Đồng thời bày tỏ lo ngại rằng Israel có thể mở rộng cuộc chiến ở Gaza tới thị trấn Rafah ở biên giới Gaza với Ai Cập. Về Biển Đỏ, EU sắp triển khai một hoạt động hàng hải mới có tên Aspides, có nghĩa là lá chắn. Đây sẽ là một hoạt động phòng thủ thuần túy nhằm bảo vệ các tàu buôn ở vùng biển này bằng cách tăng cường nhận thức về tình hình hàng hải cũng như đồng hành cùng các tàu để ngăn chặn tấn công. Theo quan chức ngoại giao EU, sứ mệnh hàng hải này sẽ ra mắt muộn nhất là vào ngày 19 tháng 2 và đây sẽ là một trong những hoạt động nhanh nhất được triển khai trong lịch sử chính sách quốc phòng và an ninh chung của liên minh liên quan tình hình Sahel, theo ông Borrell, cần phải thích ứng với thực tế mới khi ba quốc gia có chính quyền quân sự quản lý là Mali, Niger và Burkina Faso rút khỏi cộng đồng kinh tế Tây Phi, ECOWAS, và sau khi chính quyền Niger yêu cầu chấm dứt sứ mệnh quân sự của EU ở nước này. Đại diện cấp cao EU nói rõ, việc rút sự hiện diện quân sự và dân sự ở các nước Sahel đang được triển khai, đồng thời khối sẽ đưa ra cách tiếp cận mới về Sahel, bao gồm cả các cam kết về an ninh và quốc phòng. Kết luận bài viết, ông Borrell nói rằng tình hình kinh tế và xã hội ở tất cả các nước châu Âu hiện đang rất căng thẳng. Chính vì vậy, việc tăng chi tiêu quân sự để viện trợ Ukraine, bổ sung kho dự trữ, phát triển năng lực và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của khối là một thách thức. Cuối tháng 1, trong một bài viết mới đăng tải trên tạp chí Lobs của Pháp, ông Borrell kêu gọi các nhà lãnh đạo EU từ chối cám dỗ hòa giải với Nga. Ông Borrell viết, những ý tưởng này đã sai vào năm 2022 và vẫn sai cho đến ngày nay, đồng thời bác bỏ quan điểm về hòa đàm và ngừng bắn trong xung đột Nga-Ukraine đồng thời yêu cầu các nước thành viên làm bất cứ điều gì để Kiev thắng. Ông Borel tin các lệnh trừng phạt đã làm suy yếu cỗ máy vận hành kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine, dù trong một bài phát biểu gần đây ông thừa nhận chúng phần lớn chưa đạt mục tiêu. Thượng viện Mỹ vừa qua đã công bố văn bản dự luật an ninh trị giá 118 tỷ đô la Mỹ, bao gồm việc tăng cường bảo vệ biên giới, viện trợ cho Ukraine và Israel. Dự luật được công bố sau nhiều tháng đàm phán, tuy nhiên triển vọng được ban hành thành luật chưa chắc chắn trong bối cảnh các nhân vật theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa, trong đó có ứng cử viên cựu tổng thống Donald Trump phản đối. Dự luật bao gồm các khoản chi 20,23 tỷ đô la Mỹ cho an ninh biên giới, 60,06 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Ukraine, 14,1 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Israel, 2,44 tỷ đô la Mỹ cho Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom và cuộc xung đột ở Biển Đỏ. 4,83 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các đối tác của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngoài ra, dự luật cũng bao gồm 10 tỷ đô la Mỹ cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân thường tại giải Gaza, khu vực bờ Tây và Ukraine. Cuộc bỏ phiếu đầu tiên về dự luật tại Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ diễn ra muộn nhất vào ngày 7 tháng 2. Tuy nhiên, hiện chưa rõ dự luật có được 60 phiếu ủng hộ cần thiết để được thông qua trong cuộc bỏ phiếu này hay không. Bên cạnh đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết những ưu tiên trong dự luật này quan trọng đến mức không thể phớt lờ và không thể chịu tác động từ tranh cãi chính trị. Mỹ và đồng minh đang đối mặt với hàng loạt thách thức phức tạp từ các đối thủ trên toàn cầu. Trong khi lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nói rằng họ sẽ không đạt thỏa thuận ngân sách nào tốt hơn, nhưng nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng Tổng thống Joe Biden vẫn có thể thay đổi chính sách nhập cư thông qua các sắc lệnh hành pháp sau khi dự luật được phê duyệt. Hồi tháng 10 năm 2023, Tổng thống Joe Biden đã đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua việc bổ sung tài trợ cho Ukraine và Israel. Tuy nhiên, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu tăng cường an ninh biên giới đối phó với làn sóng người nhập cư bất hợp pháp. Vấn đề ưu tiên hàng đầu của phe Cộng hòa để đổi lấy việc chấp thuận đề nghị trên của Tổng thống Biden. Các thượng nghị sĩ Mỹ đã đàm phán trong nhiều tháng qua để đi đến thỏa thuận. Theo Thượng nghị sĩ độc lập Mỹ Kristen Sinema, dự luật nói trên sẽ giúp bảo vệ biên giới phía nam nước Mỹ, trong đó có việc yêu cầu Bộ An ninh Nội địa đóng cửa biên giới nếu có trung bình hơn 5.000 lượt người tìm cách vượt biên nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày trong vòng 7 ngày. Trong khi đó, Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ thỏa thuận trên, nêu rõ giờ đây chúng ta đã đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng về an ninh quốc gia bao gồm những cải cách biên giới cứng rắn nhất và công bằng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ông Biden cũng kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ gói biện pháp này. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine với hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ an ninh và liên tục cam kết ủng hộ Kiev đến chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Mỹ khi Ukraine đang chuẩn bị bước sang năm thứ ba xung đột. Theo giới chức Ukraine và các nhà phân tích, trong bối cảnh thiếu tiền, nhân lực và thiết bị cho cuộc xung đột với Nga hiện tại, chính phủ Ukraine tuyên bố họ có thể xoay sở về mặt tài chính trong vài tháng nữa mà không cần viện trợ từ Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, nếu dòng viện trợ này tiếp tục bị trì hoãn, Ukraine có thể đối mặt với khủng hoảng kinh tế toàn diện, sự ổn định kinh tế của nước này có thể bắt đầu sụp đổ. Ông Serhiy Matchenko, Bộ trưởng Tài chính của Ukraine, cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng tài chính cận kề. Ông nói, đạt được ổn định kinh tế vĩ mô không phải điều dễ dàng, mất nhiều thời gian để thúc đẩy niềm tin ở các doanh nghiệp và các công dân của Ukraine. Bên cạnh đó, Ukraine cũng tự tạo cho mình nhiều vấn đề với nạn tham nhũng kinh niên khiến các đồng minh phương Tây của họ hoài nghi liệu tiền quyên góp của mình có được dùng đúng việc hay không. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, Thưa quý vị, các công ty viễn thông và chính phủ Yemen được Liên Hợp Quốc công nhận cảnh báo nguy cơ lực lượng Houthi tấn công vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở Biển Đỏ, đặc biệt là một số hệ thống dây cáp ngầm nằm cách mặt nước chỉ khoảng 100 mét. Các công ty viễn thông liên kết với chính phủ Yemen được Liên Hợp Quốc công nhận ngày 4 tháng 2 cho biết họ lo ngại lực lượng Houthi đang lên kế hoạch phá hoại mạng lưới cáp Internet ngầm dưới biển ở Biển Đỏ. Mạng lưới dây cáp này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết nối Internet của phương Tây cũng như việc truyền tải dữ liệu tài chính. Cảnh báo được đưa ra sau khi kênh Telegram liên kết với Houthi công bố bản đồ các tuyến cáp chạy dưới biển đỏ. Hình ảnh được đăng tải kèm theo thông điệp, đã có bản đồ các tuyến cáp ngầm quốc tế nối tất cả các khu vực trên thế giới qua biển đỏ. Có vẻ như Yemen nằm ở một vị trí chiến lược khi các đường dây Internet kết nối các lục địa, chứ không chỉ một vài quốc gia đi qua gần đây. Yemen Telecom cho biết họ đã nỗ lực cả về mặt ngoại giao và pháp lý trong vài năm qua để thuyết phục các liên minh viễn thông quốc tế toàn cầu không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với Houthi vì điều đó sẽ đem lại cho nhóm vũ trang này kiến thức về cách hoạt động của các tuyến cáp ngầm. Ước tính khoảng 17% lưu lượng truy cập internet trên thế giới nằm ở các đường ống cáp quang dưới biển đỏ. Trong một tuyên bố, tổng công ty viễn thông Yemen lên án các mối đe dọa của lực lượng Houthi nhằm vào các tuyến cáp ngầm quốc tế. Công ty này cảnh báo những đường cáp ngầm đi qua biển đỏ tới Ai Cập thường chỉ dày tương đương với ống phun nước và rất dễ bị hư hại do neo tàu và động đất. Một trong những tuyến cáp ngầm có quan trọng chiến lược nhất là tuyến Á Phi Âu AE1 dài 25.000 km, chạy từ Đông Nam Á đến châu Âu qua biển đỏ. Trong một báo cáo công bố tuần trước, các nhà phân tích tại diễn đàn an ninh vùng vịnh cho rằng các tuyến cáp ngầm vẫn được đảm bảo an toàn, chủ yếu do công nghệ tương đối kém phát triển của Hậu Thi. Lực lượng này có thể tấn công tàu thuyền trên mặt nước bằng tên lửa và tàu cao tốc, nhưng họ chưa bao giờ phát triển một lực lượng hải quân hoặc thủy quân lục chiến được đào tạo bài bản. Hầu cũng thiếu tàu lặn cần thiết để tiếp cận dây cáp. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, lực lượng thi có thể điều chỉnh một số chiến thuật hàng hải của mình để nhắm vào các cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc quan trọng. Trên thực tế, một số vùng nước nông ở vùng vịnh chỉ có độ sâu 100 mét và để tiếp cận các vị trí như vậy hoàn toàn không cần sử dụng tới tàu ngầm công nghệ cao. Năm 2013, ba thợ lặn đã bị bắt ở Ai Cập vì cố gắng cắt một tuyến cáp dưới biển gần cảng Alexandria, nơi cung cấp phần lớn dung lượng internet giữa châu Âu và Ai Cập. Lực lượng Houthi, những người đã trải qua khóa huấn luyện thợ lặn chiến đấu, có thể sử dụng phương pháp tấn công tương tự và có kho mìn hải quân để làm hỏng dây cáp. Moama al -Ariani, Bộ trưởng Thông tin trong chính phủ Yemen cho biết, Houthi gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng của thế giới. Người phát ngôn của Houthi, Mohammed Abdul Salam cho biết, lực lượng này sẵn sàng sử dụng các chiến thuật mới để ngăn chặn hành động gây hấn của Mỹ-Anh nhằm vào Yemen. Ông Salam nói, quyết định hỗ trợ Gaza của chúng tôi là chắc chắn và có nguyên tắc và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cuộc tấn công nào. Về năng lực quân sự của Yemen, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không dễ bị tiêu diệt năng lực của chúng tôi đã được xây dựng qua nhiều năm chiến tranh khắc nghiệt thay vì gia tăng và khơi dậy một mặt trận mới trong khu vực mỹ và anh nên phục tùng dư luận quốc tế yêu cầu israel dừng ngay lập tức chiến dịch quân sự ở gaza dỡ bỏ cuộc bao vây ở dài đất này theo thông cáo được bộ chỉ huy trung tâm mỹ us Sencom đăng trên mạng xã hội x động thái mỹ đánh phủ đầu hầu thi trước khi lực lượng này phóng tên lửa ra biển đỏ sẽ bảo vệ sự tự do hàng hải và khiến các vùng biển quốc tế an toàn hơn cho các tàu buôn và chiến hạm Mỹ. Thông cáo viết vào 5 giờ 30 phút sáng mùng 4 tháng 2, các lực lượng của chúng tôi đã thực hiện một cuộc không kích mang tính chất tự vệ nhằm vào một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của Houthi. Tới 10 giờ 30 phút cùng ngày, quân đội Mỹ đã tấn công vào bốn tên lửa hành trình chống hạm. Toàn bộ đều được chuẩn bị để phóng vào các tàu hoạt động trên biển đỏ. Hãng tin Al Jazeera nhận định, Việc lực lượng vũ trang hầu thi ở Yemen thực hiện các vụ tấn công tàu hàng với danh nghĩa thể hiện sự đoàn kết với người dân giải Gaza đang đối mặt với các cuộc bắn phá từ Israel trong những tháng gần đây đã khiến nhiều công ty vận tải biển phải điều chỉnh lại hướng di chuyển các tàu chở hàng của họ khỏi Biển Đỏ, nơi chiếm khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên toàn thế giới. Cũng liên quan đến tình hình căng thẳng ở Trung Đông, sau nhiều tuần nỗ lực trung gian của Qatar và Ai Cập, đến nay một thỏa thuận ngừng bắn cho giải Gaza vẫn chưa thể đạt được mọi đề xuất ngừng bắn vẫn đang được xem xét, trao đổi giữa các bên. Tuy nhiên, Hamas vẫn muốn một thỏa thuận thả toàn bộ con tin phải đồng thời là một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, tức là Israel phải rút quân khỏi Gaza. Còn với Israel, ngừng bắn dài ngày chỉ nhằm mục đích trao đổi con tin. Mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là loại bỏ hoàn toàn Hamas. Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 4 tháng 2 nhấn mạnh, chúng tôi sẽ không kết thúc xung đột trước khi hoàn thành tất cả các mục tiêu của mình, đó là loại bỏ Hamas, tìm kiếm tự do cho tất cả các con tin và lời hứa rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel nữa. Những nỗ lực giải phóng con tin của chúng tôi vẫn tiếp tục mọi lúc. Như tôi cũng đã nhấn mạnh trước nội các, chúng tôi sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào, không bằng bất kỳ giá nào. Nhiều điều được truyền thông đưa tin như thể chúng tôi đã đồng ý, chẳng hạn như những gì liên quan đến việc thả những kẻ nguy hiểm. Chúng tôi không đồng ý điều này. Thủ tướng Israel cho biết đến thời điểm hiện tại, 17 trên 24 tiểu đoàn chiến đấu của Hamas đã bị giải tán và số còn lại hầu hết nằm ở phía nam giải Gaza, bao gồm cả Rafah, biên giới với Ai Cập, nơi có hàng trăm nghìn người dân Gaza di rời đến trước đó. Thế giới đang rất quan ngại về một thảm kịch nhân đạo khi kế hoạch quân sự của Israel tấn công những địa điểm cuối cùng này. Theo một số nguồn tin, Israel đàm phán với Ai Cập để sơ tán người dân Palestine di rời ở Rafah về phía bắc giải Gaza, nơi Israel cơ bản đã kiểm soát trước khi tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn cùng với sự gia tăng căng thẳng ở gaza biên giới giữa israel và liban cũng nóng hơn khi quân đội israel và lực lượng hezbollah xảy ra các đợt giao tranh lớn israel phải điều cả máy bay chiến đấu và xe tăng tấn công nhiều địa điểm của hezbollah dọc biên giới để đáp trả vụ nhiều tên lửa từ liban được phóng sang lãnh thổ israel trước đó bộ trưởng bộ quốc phòng israel ông joab galan cảnh báo nước này có nhiều công cụ tấn công có thể sử dụng trước lực lượng hezbollah ở liban nếu cần như vậy, căng thẳng Trung Đông vẫn đang gia tăng từng ngày, buộc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trở lại khu vực lần thứ 5 kể từ khi xảy ra xung đột Israel-Hamas. Tuy nhiên, theo Nhà Trắng, chuyến công du này sẽ chỉ tập trung vào cuộc khủng hoảng nhân đạo cho người dân ở giải Gaza khi mà một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột vẫn chưa được tìm ra. Theo CNN, trong ngày 4 tháng 2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói Washington sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch nhằm vào lực lượng thân Iran ở Trung Đông và sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động nào của các nhóm này. Ông Sullivan nói, đợt không kích mới đây chỉ là sự khởi đầu cho hàng loạt phản ứng của Mỹ, chúng tôi sẽ có thêm nhiều hành động cụ thể, nhưng tôi nhấn mạnh rằng đây không phải là một kế hoạch quân sự không có hồi kết. Những đợt tập kích tiếp theo sẽ truyền đi thông điệp rõ ràng của Washington về cách phản ứng khi tính mạng của binh sĩ Mỹ bị đe dọa. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định, đợt tập kích này chỉ là hành động đầu tiên và nước này sẽ áp dụng thêm nhiều biện pháp trả đũa. Quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) cùng các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Máy bay quân sự Mỹ đã phóng 125 quả đạn dẫn đường và hơn 85 mục tiêu ở 8 địa điểm trong cuộc tập kích. Động thái nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái UAV tấn công căn cứ Mỹ ở Jordani khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Washington cáo buộc các nhóm dân quân thân Tehran thực hiện cuộc tập kích và cam kết đáp trả, trong khi Iran bác bỏ cáo buộc này. Sau cuộc tấn công trả đũa của Mỹ, văn phòng của Thủ tướng Iraq Mohammed Sia Andusani đã ra tuyên bố cho biết 16 người đã thiệt mạng, trong đó có dân thường và 25 người khác bị thương trong cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu thân Iran ở Iraq trong đêm ngày 2 tháng 2. Tuyên bố cho biết thêm, sự hiện diện của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong khu vực đã trở thành lý do đe dọa an ninh và ổn định ở Iraq và là lý do biện minh cho việc lôi kéo Iraq vào các cuộc xung đột khu vực và quốc tế. Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này đã lên án cuộc không kích trong đêm của Mỹ ở Iraq và Syria Nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Tehran là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của hai nước. Trong phản ứng đầu tiên của Tehran trước các cuộc tấn công của Mỹ, người phát ngôn bộ trên Nasser Kanani nêu rõ trong một tuyên bố rằng hành động mới nhất của Mỹ ở Trung Đông là một sai lầm mang tính mạo hiểm của Mỹ, vốn sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và leo thang bất ổn trong khu vực. Ngoại trưởng Iran cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngăn chặn các cuộc tấn công đơn phương và bất hợp pháp của Mỹ trong khu vực, lưu ý rằng nguyên nhân sâu xa của căng thẳng và khủng hoảng ở Trung Đông là sự chiếm đóng của Israel đối với Palestine và sự hỗ trợ không giới hạn của Mỹ. Về phần mình, Bộ Văn hóa Syria đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ làm hư hại pháo đài Anraba ở khu vực Mayadin, một địa điểm lịch sử ở tỉnh Dia Ezor ở phía đông Syria. Bộ Quốc phòng Syria cũng ra tuyên bố cho biết hành động không kích của Mỹ nhằm vào một số vị trí, thành phố ở miền đông Syria và khu vực biên giới gần Syria Iraq khiến một số dân thường và quân nhân thiệt mạng, một số người khác bị thương, đồng thời gây thiệt hại lớn cho tài sản công và tư. Theo Bộ Quốc phòng Syria, những cuộc không kích của Mỹ không có lý do chính đáng, phục vụ ý đồ làm suy yếu năng lực của quân đội Syria và các đồng minh trong kế hoạch chống khủng bố. Tờ Wall Street Journal, WFSG ngày 4 tháng 2, đã đăng tải bài phỏng vấn với Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar ben -Kavi. Tại đây, ông ben đã thể hiện sự không hài lòng với chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cụ thể, ông ben nói, Thay vì dành cho chúng tôi sự ủng hộ tuyệt đối, ông Biden lại bận rộn với việc gửi thêm nhiên liệu và hàng viện trợ tới giải Gaza. Phần lớn chúng sẽ lại rơi vào tay Hamas, nếu ông Trump vẫn đang là Tổng thống Mỹ sẽ hành xử hoàn toàn khác. Tuy vậy, bình luận của ông Ben Gavi đã vấp phải sự chỉ trích từ một số quan chức Israel. Ông Benny thành viên nội các thời chiến của Tel Aviv, gọi những bình luận của Bộ trưởng An ninh Quốc gia là vô trách nhiệm, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Netanyahu kiềm chế ông Ben Gavi. Ông Gant nói, chúng ta được quyền tranh luận, ngay cả với đồng minh lớn nhất và quan trọng nhất là Mỹ, nhưng việc này phải được tiến hành theo đúng phương pháp ngoại giao, không phải thông qua những tuyên bố vô trách nhiệm trước truyền thông hay mạng xã hội. Những hành động như vậy gây tổn hại đến quan hệ chiến lược của Israel. Cũng liên quan đến cuộc xung đột tại giải Gaza, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập là cách tốt nhất để đem lại hòa bình cho khu vực. Mỹ sẽ tích cực hợp tác với các đối tác và đồng minh để thực hiện điều này trên cơ sở vấn đề an ninh của Israel phải thực sự được đảm bảo. Bên cạnh đó, ông Miller cũng nhắc lại quan điểm của Mỹ về việc nước này phản đối bất kỳ hành động cắt giảm hoặc chiếm đoạt vùng đất nào tại giải Gaza. Chúng tôi đang tích cực theo đuổi việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với những đảm bảo an ninh thực sự cho Israel, bởi vì chúng tôi tin rằng đó là cách tốt nhất để mang lại hòa bình và an ninh lâu dài cho cả người Israel, người Palestine và cho khu vực. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã yêu cầu Bộ Ngoại giao tiến hành đánh giá và đưa ra các lựa chọn chính sách về khả năng Mỹ và cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước Palestine sau khi giao tranh ở Gaza kết thúc. Ngoại trưởng Mỹ Blinken trở lại Trung Đông trong chuyến thăm khu vực lần thứ năm kể từ khi xung đột tại Gaza nổ ra hồi tháng 10 năm 2023. Những cuộc giao tranh ngày càng gia tăng giữa Israel và lực lượng Hamas khiến tình hình địa chính trị Trung Đông vô cùng căng thẳng. Với một loạt điểm nóng mới xuất hiện, ngày càng có nhiều lo ngại rằng nguy cơ một xung đột chiến tranh toàn diện ở khu vực có thể bùng nổ từ mồi lửa xung đột Gaza. Trong một thông báo, Nhà Trắng cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Trung Đông như một phần nỗ lực của Mỹ nhằm chuẩn bị cho việc tái thiết và quản lý Gaza hậu xung đột, tăng cường viện trợ nhân đạo cho dân thường Palestine, cũng như giải phóng các con tin còn bị Hamas bắt giữ và ngăn chặn xung đột lan rộng. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh, thời báo New York Mỹ cho biết một thỏa thuận có thể được ký kết trong hai tuần tới dưới sự trung gian của Mỹ. Theo đó, Israel sẽ đình chỉ xung đột ở Gaza trong khoảng hai tháng để đổi lấy việc thả hơn 100 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ, sau nhiều nỗ lực ngoại giao không thành công, vị đang thúc đẩy các nỗ lực theo ba hướng nhằm ngăn chặn mồi lửa căng thẳng tại Gaza lan rộng. Song song với việc thuyết phục các bên ngừng bắn, nước này cũng cùng với các đối tác khu vực thảo luận về việc cải cách chính quyền Palestine và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp gia đình hơn 130 con tin bị Hamas giam giữ tại giải Gaza. Trong cuộc gặp tại văn phòng Thủ tướng ở Jerusalem, Thân nhân các con tin yêu cầu ông Netanyahu coi việc giải cứu những người thân yêu của họ là mục tiêu hàng đầu trong cuộc xung đột ở Gaza, nhưng ông từ chối. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Netanyahu vẫn tuyên bố Israel chỉ dừng chiến dịch ở Gaza khi đạt được hai mục tiêu chính, hủy diệt năng lực quân sự và điều hành của Hamas, cũng như đưa tất cả các con tin về nhà. Nhưng gần 4 tháng trôi qua, Israel vẫn chưa nhìn thấy bất cứ triển vọng nào để đạt được cả hai mục tiêu đồng thời. Thành viên nội các xung đột của Thủ tướng Netanyahu, Gadi Eisenkos, cùng nhiều người Israel bắt đầu tự hỏi liệu những mục tiêu này có phải bất khả thi hay không. Cựu quan chức tình báo Israel và hiện là chuyên gia về các vấn đề Palestine, Michael Minstein nói rằng Tel Aviv đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông nói, chúng tôi đang đứng trước hai ngã rẽ, một là phải đạt thỏa thuận đầy đủ với Hamas để giải cứu các con tin và rút quân, hai là phải lật đổ Hamas và quản lý toàn bộ giải Gaza, bạn buộc phải lựa chọn. Các lãnh đạo cấp cao, gồm cả Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galan và các tướng lĩnh quân đội đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục chiến dịch, ngay cả khi Israel đã giảm cường độ tấn công ở Gaza. Họ cho rằng chỉ có sức mạnh quân sự mới có thể giúp giải cứu con tin và khiến Hamas không còn có thể kiểm soát giải Gaza. Như Thủ tướng Netanyahu nhiều lần nói, Israel vẫn tiếp tục nỗ lực cho chiến thắng hoàn toàn. Một quan chức quân sự cấp cao của Israel nói, chúng ta từng đặt các thỏa thuận dài hạn với Hamas chỉ vì một lý do duy nhất, đó là họ hiểu có thể phải trả giá đắt về mặt quân sự, đó là tác động của việc gây sức ép chúng tôi cần sử dụng sức mạnh quân sự sẽ không hiệu quả nếu chỉ dựa vào các cuộc đối thoại với họ. Sau những người chỉ trích chiến lược của ông Netanyahu nói rằng các con tin không thể chờ đợi thêm nhiều tuần chứ chưa nói tới nhiều năm trong điều kiện khắc nghiệt ở những nơi giam giữ tại Gaza. Nhiều người cũng hoài nghi liệu Israel có thể lật đổ Hamas ở Gaza bằng chiến lược hiện tại hay không. Cho tới nay, dù đã tung ra lực lượng bộ binh đông đảo cùng nhiều công nghệ quân sự hiện đại, Israel vẫn chưa thể phát hiện dấu vết của ba lãnh đạo cấp cao của Hamas, gồm Yahya Sinwar, Mohammed Deif và Marwan Issa. Ngay từ đầu xung đột, hai mục tiêu mà Israel để ra đã có sự xung đột dù không hoàn toàn đối chọi nhau. Dani oback giáo sư kiêm nhà sử học quân sự tại Đại học Hebrew ở Jerusalem nói, giải cứu con tin phải là mục tiêu thứ yếu, Israel cần nghĩ về những người có thể bị bắt cóc và sát hại trong tương lai. Xung đột này nhằm loại bỏ mối đe dọa hiện hữu chúng lại Israel và đây phải là mục tiêu quan trọng hơn. Hamas đã tăng cường chiến tranh tâm lý với Israel khi tung ra những video về tình cảnh tồi tệ của con tin bị giam giữ và khiến công chúng Israel bất bình. Lãnh đạo Israel nhấn mạnh rằng cả hai mục tiêu đều được ưu tiên như nhau. Trong diễn biến có liên quan, Mỹ, Israel, Ai Cập và Qatar đã đưa ra một đề xuất tạm ngừng giao tranh, trao trả con tin và đề xuất này đã được Hamas xem xét một cách thiện trí. Với đề xuất chưa được tiết lộ này, Mỹ kỳ vọng các bên có thể tiến một bước gần hơn tới việc tạo điều kiện cho việc chấm dứt thù địch một cách bền vững. Nga cũng được phong trào Hamas đề xuất là một bên đảm bảo trong thỏa thuận nếu đạt được. Tại các cuộc đàm phán ở Paris, Pháp vừa qua, Mỹ, Israel đã nhất trí một đề xuất ngừng bắn kéo dài và phía trung gian Ai Cập Qatar đã đưa đề xuất này cho phía Hamas xem xét. Bộ ngoại giao Qatar nhận định Hamas có phản ứng tích cực trong quá trình xem xét và sắp đưa ra quyết định cuối cùng. Nguồn tin từ giới chức Palestine tiết lộ, đề xuất ngừng bắn lần này gồm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, hai bên sẽ ngừng giao tranh trong vòng 40 ngày để Hamas thả toàn bộ con tin đang giam giữ và tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo đến được với dân thường. Sau đó ở hai giai đoạn sau, hai bên sẽ thực hiện trao đổi tù binh và các thi thể binh sĩ thiệt mạng đồng thời tiếp tục cho phép các chuyến hàng viện trợ lớn vào Gaza. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Thomas Greenfield cho biết, nếu đề xuất này được các bên chấp thuận, đó sẽ là một bước tiến lớn, tạo điều kiện cho các bên việc chấm dứt thù địch một cách bền vững. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.